là cái cha đẻ của những cái dòng thông tin mà phối hợp cùng với hãng Sipol mà mang đến cho chúng ta ngày hôm nay. Cô Susan là một trong những họa sĩ trong ngành đồ họa nổi tiếng trên thế giới. Cô rất có tiếng. Cái ứng dụng trong cái bữa đặc biệt luôn để cho cô có thể thực hiện những bản tin với cái kết cấu rất là phong phú và đa dạng như thế này. Và cô ứng dụng trong một cái mẫu vật là cô làm cái nấm giả để tạo thành một cái mô hình diễn bản. Trong buổi chiều ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các cô chú các chị đây mình sử dụng cái này khá là đơn giản, không phức tạp hơn mà mang lại hiệu quả khá là phong phú. Thì để thực hiện một cái bản tin với cái bộ carbon này thì có rất là nhiều cách. Như đây cô Susan cô dùng đến một cái mạng lưới, một cái mạng lụa để cô trải cái hàng này thì mình có thể sau khi mình kêu ra thì sẽ đạt được cái kết quả như thế này. Cái anh chị nào mà các cô chú nào mà biết về lụa thì sẽ hiểu được các cụ tiền nhân. Ở đây nếu mà các cô chú anh chị nào mà nhà mình có cái bàn lụa thì nó cải thiện hơn nữa, nhưng mà đây lụa này cô cũng làm để thấy rằng là nó khá là tiện dụng, nhưng nó không phải phức tạp gì. Mình trải cái màng lụa lên và mình kéo qua thôi. Vậy là xong rồi ha. Vậy thì là nó cái lớp cát nó sẽ được in thẳng lên trên cái bề mặt cái miếng in của mình luôn. Mình nhớ mình lên mỏng thôi nha, đừng có dày quá. Mỏng thế nè, mình muốn biết khi nào mỏng không mình nhìn đây nè. Nè mình kéo nè, đó, mình thấy đây này đang ướt nè. Cái này từ từ nè, mình thấy cái chỗ này nè, khi nào cái bề mặt nó có độ nhám thì nè mình thấy không? Thì là nó tương đối là nó vừa keo. Chứ nãy mình nhìn là nó còn trong veo mà nó còn lờn nhờn, cái này thì nó đang nhiều. Cái này là in khắc cái cổ điển. Đen này, bơ đen này. Bên trong cái máy không có nóng được nữa.
mình đem đi nè. Em đâm vé bắt cái lúc chạy hết tim luôn. Không được. Không được. Cái này cái gì vậy chú? Không biết là cái gì nữa. Nó ăn vô rồi, dính cái màu quá anh ơi. Rồi, dính màu màu rồi. Màu cái này. Màu cái này. Ở đầu này thấy không nào? Biết thế. In cắt lõm rất sớm. Cái là in màu rất nhanh. Rất qua mấy cái là màu nhanh. In lõm. Em thấy in lõm đẹp luôn. Cậu chung ngày mai. Ngày mai. À, cái này ngày mai hả? Còn cái nãy cái kia là gì? À, cái này in lên Mika. Cái này rõ cái bông nước nó đi sạch. Mất hết luôn tác phẩm. Xong lại lên một tay trước. Ý nó là một tác phẩm nó xong đi đó là lại xài lại miếng Mika đó thôi. Cứ xài mà dạ. Nhưng mà tác phẩm này thì coi như thôi. Nhưng mà nhiều lúc có thể là do cái sáp nữa. Cái sáp này cái màu nó không ra hết được. Giấy nó ẩm quá. Giấy nó ẩm quá. Ẩm quá à? Nó ra hiệu ứng là lạ. Cho nó luôn, nó ra luôn. Thôi. Nó cũng hay hay. Kiểu thấy lớn mà đổ. Kiểu đổ ren vô đó. Nhiều hẹn vô. Cái này còn in được không? À, cái này nếu mà nhưng mà chắc là mình chỉ làm cái phần trắng này thôi nha. Phần đen này thì mình dùng các cái màu đen này có sợ nó đang bị ít màu quá. Ít màu quá một lát nó sẽ hơi khó ra. Thì phải cho cái lượng màu lên trên này nó đen hơn. Đậm hơn. Là muốn đậm hơn. Đậm hơn thì nó ra cái nét nó sắc sảo hơn. Đúng rồi. Mảnh khá là ra đây mình coi là cái đồ đen mình cũng đã sợ là đang bị nhạt quá thì nó lên nó hơi khó. Mình dập lên những cái bút lên. Muốn đậm hơn thì bẻ cái bút chì cho nó đậm. Mình nhấn nhá là những cái chi tiết đó cho nó lên khi mà in ra nó sắc sảo hơn. Nãy như cũng đẹp lắm. Dịch ra quay đi. Để xem cái này có hai tháng người ta xem. Chụp lâu lắm nhưng mà chúng mặt mệt. Miếng Mika này là em phải mài cạnh nó thầy quân. Đúng rồi. Để cho khi mà mình in nó giấy nó không có bén quá, nó không cắn giấy. Nhưng mà mài chưa đúng. Em mài là mài giống như mài 45 á. Mài 45 mới đúng á. Vâng. Cho nên thầy quân giờ cái cạnh nó thấy cái cạnh nó trơn trơn chứ nó không có bị cấn tay. Nó muốn nhấn nhá lên, mình nhấn nhá đặc biệt chi tiết á. Cái chi tiết nào, cái chi tiết này là cái mặt lớn đúng không? Nhưng một vài cái chi tiết ở dưới ốt thì mình cũng còn nó đậm nét lên. Cái gì ra nó không có mất gì ra. Để cái này nó giống như là cái bớt màu nữa. Thì là mất nặng nó còn nhẹ tiếp. Cái rồi, bây giờ đưa cái kia để chú lau cái này nha. Đây, đây. Lau sữa thô chứ. Ta xin miếng nước, ta xin miếng nước. Đây, sẵn sàng. Miếng này gì chú? Đây, đây, đây. Tôi cầm hai tay, cầm hai. Mình bắt cát rồi. Mình... Đúng rồi, nó mà cát cầm vô đông đông á. Mình đã kéo qua một lớp cát rồi. Dạ. Yeah. Thầy có muốn là thực hành luôn không ạ? À?
có sẵn đấy à? Có, thực hành đi, giấy mực đầy đủ. Tại sao không thực hành? Chụp lâu dắt cho em. Chụp chú nè. Anh Quân, cái này là bị nhiều không? Đúng không sao đâu. Cứ làm đi, nó nhiều đâu. Trắng đúng không? Ừ. Có cái này nè, có cái này. Tay chú không có bị che nè. Đúng không? Thấy chưa? Cái màu trắng này làm luôn đi, sợ chắc rồi nó. Chụp sáng đi, chụp thẳng. Cái màu trắng nhưng mà không biết là luôn nào. Nè giống nhanh như nào thấy không, nó sẽ dễ chịu hơn là chụp thẳng, nó thẳng sẽ bị che. Em làm bên trồng đúng rồi đấy. Lên hết nè. Hết nhiều cái phần trắng ở trán lấy ra hơi quá.